giờ chị với em mỗi người hiến một nửa cho anh hai nha. Gan với phải trứng đâu mà mỗi người một nửa. À tôi biết rồi. Chị tính làm bộ cùng hiến rồi đưa tôi vô phòng lấy gan của tôi thôi đúng không? Ảnh bệnh á thì một mình chị biết, hai người cùng hợp tác lừa gạt tôi. Trong mắt của ảnh á chỉ có một mình chị là em thôi. Vậy thì hai người tự đi mà cứu nhau đi. Anh hai không có nói gì với chị hết. Chuyện này là do một mình chị tự biết xong rồi chị rủ em đi xét nghiệm. Tôi không tin. Ai cũng nghĩ tôi là con ngu. Lừa tôi đi xét nghiệm rồi bây giờ nó hợp là xong á hả? Bảo ơi, chị biết là cả nhà này làm em buồn lắm. Nhưng mà bây giờ chuyện quan trọng á là phải cứu anh hai nha. Đúng rồi. Chuyện của tôi á chả là gì hết á. Chỉ có chuyện của mấy người là quan trọng thôi. Không, máu mủ ruột thịt mà em. Chị xin em đó, em cứu anh Ngọc đi. Chị là người ngoài, chị đừng có xíu cho chuyện nhà tôi. Nè, chú ngồi im lặng vậy được hả chú? Thì chị nói chuyện mấy đứa thì chị nói với em xíu làm gì? Chú lúc nào cũng kể lể là anh Ngọc làm khổ chú. Vậy chứ chú làm khổ ảnh, khổ cả nhà này sao chú không nhắc? Vì ai? Vì ai mà ảnh bị người ta đánh đến độ mà ngất xỉu nhập viện? Rồi bây giờ ảnh bệnh hoạn như vậy chú mặc kệ được sao? Chị đừng nói nữa em cũng không có cho gan đâu. Chị không thấy cái lúc mà em trong bệnh viện á, em quỳ em lại anh luôn. Em nói là em rất sợ bị nhốt, em rất sợ bóng tối. Mà anh sao? Anh bỏ anh đi về. Bây giờ bị gan xong rồi hả? Thả em ra chứ gì? Muốn xin gan hả? Tử tế quá. Lúc nào chú cũng cầm dao dọa giết người này, đâm người kia. Anh sợ chú bị ở tù cho nên anh mới phải làm như vậy. Bây giờ nhà tù với lại cái chỗ đó thì chỗ nào đáng sợ hơn? Nhưng mà phải hỏi anh một cái chứ. Chứ bây giờ hả? Anh lấy cái quyền gì mà anh đẩy vô bệnh viện? Hỏi chú là chú ừ chắc. Con người mà, ai không có sai lầm. Coi như là anh Ngọc anh đã từng sai với mấy cô chú. Thôi thì bây giờ cho chị đại diện ảnh, chị đứng ra chị xin lỗi cô chú. Chuyện quan trọng là bây giờ mình phải cứu ảnh. Mình hãy nhìn vào những cái điều tốt đẹp của ảnh. Đừng có nói tới những cái chuyện không vui nữa. Anh Ngọc anh đáng thương lắm. Lúc bệnh như thế này mà ổng có dám mở miệng ra xin gan của chú đâu. Là chị đó. Chị xin cô chú đó, cô chú hãy làm ơn nghĩ đến công ơn ảnh nuôi nấng cô chú bao nhiêu lâu nay, cứu ảnh đi. Đáng lẽ ra ngay từ đầu á, chị phải nói chuyện đàng hoàng để mọi người cùng cứu ảnh. Đằng này á, chị tìm đủ mọi cách nè, chị lừa đã cho lừa gạt tôi. Chẳng khác nào là chị lấy tiền á, chị muốn gan của tôi hả? Báo ơi, tại chị sợ em không đồng ý nên chị mới làm như vậy Báo. Nhưng mà cũng nhờ như vậy chị với em mới hiểu nhau hơn. Mình giải quyết được hết những lỗi lầm mà đúng không Bao? Đúng rồi, là chị hiểu tôi hơn đó. Nên xếp mém xíu nữa chị lấy gan của tôi rồi. Sao lúc nào em cũng hồ đồ không phân biệt đúng sai vậy Bao? Mình đừng đem mạng sống của anh hai ra mà tranh cãi nữa. Hoặc là anh ba được kiểm tra, hoặc là chị với em sẽ cho gan anh hai. Mình phải quyết định ngay bây giờ. Xin gan cướp gan mà nói giọng ra lệnh vậy? Chị bây giờ em muốn chị phải nói sao em mới hài lòng? Tại sao cái chuyện quan trọng nhất bây giờ là sinh mạng của anh hai mà em không quan tâm? Em lại đi quan tâm những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy? Chị thấy bất công đó. Bất công? Đúng. Chị đứng búng tay một chút xíu thôi anh làm đi cháy nhà của tôi nè, phỏng nát bụng, không thể quan tâm. Tại vì anh hai không có biết. Không phải là không biết, mà là anh không có tôi là em. Anh chỉ coi chị là em thôi. Vậy thì chị tự đi mà Hiến. Nè, nè. Tại sao lại vô lên như vậy hả? Mày lại vô. Đi. Mày lại vô. Thôi rồi. Thôi. Thôi rồi. Thôi rồi. Trời ơi. Hy sinh mấy đứa đừng có đánh nhau nữa. Làm ơn cứu anh Ngọc đi. Bảo ơi. Bảo. Bảo. Bảo ơi. Bảo ơi. Thôi. Chạy cho mày ra con cô. Đồ ăn mày cho tao ăn à, tao đi ra hết rồi. Mày đem cái đó, mày đi dùng con ngu khác đi. Bảo ơi, Bảo ơi, chị xin em, nếu như em không, thì em đi tìm thằng Dư giùm cho chị đi. Chị không được đụng tới nó, nó còn giờ còn coi chứ không thấy hả? Mấy chục năm nay có ai đã bao giờ nhìn thấy đôi bàn tay của ảnh chưa?
Thôi mới quen chị đưa bàn tay của anh, anh lúc nào cũng lắm lem dầu nhớt. Đen thui đến đồ cọ rửa cỡ nào nó cũng không sạch nữa. Đi với chị mà anh cũng không có dám nắm tay chị nữa. Tụi em biết không, cũng tại vì đồ bàn tay đó mà anh không có dám đi đến trường đó một phút nữa. Anh sợ con nó xấu hổ với bạn bè. Cũng vì cái đôi bàn tay đó mà chị mới lấy ảnh. Bởi vì nó là đôi bàn tay vất vả cực khổ để lo cho cả nhà. Tụi em ai cũng bức xúc nói là mình bị đối xử bất công. Nhưng mà khi em 12 tuổi thì anh Ngọc anh chỉ có 17 tuổi thôi. Một đứa học sinh 17 tuổi mà phải nuôi 3-4 đứa em như vậy, hỏi là em có làm được không? Vừa làm cha vừa làm mẹ thì làm sao mà ảnh lo cho trọn vẹn được. Chị nói cứ như chị là anh hai ông bằng á. Nó tới nó lùi á là chẳng qua có lấy cái gan của tôi thôi đúng không? Anh Ngọc anh lo cho tụi mày cả cuộc đời. Bây giờ ảnh bị bệnh không có một đứa nào hỏi một câu, lúc nào cũng chỉ trách móc. Lẽ ra tụi mày phải dành nhau để hiến gan cho ảnh kìa. Đứa nào cũng tìm ra một đống lý do để trốn tránh trách nhiệm hết. Ơi, tại sao không nghĩ đến những cái lúc mình khó khăn thì ai là người cứu tụi mày? Lẽ ra cuộc sống của ảnh nó khá hơn rồi, ảnh sẽ có thêm con, ảnh được đi du lịch nước ngoài. Vậy mà bây giờ ảnh phải sống khổ sở, làm ra được đồng nào là không đi trả nợ cho hai người hết. Tại sao tụi mày khốn nạn như vậy? Chị không có tư cách gì mà chị chửi tụi này hết á. Chị lấy gì với ảnh rồi mà. Đúng vậy, không phải vậy muốn nói gì nói nha. Mấy đứa đừng gây lộn với anh nữa. Giờ tụi em biết hết rồi anh giấu làm gì. Anh bệnh nặng lắm, sắp chết rồi. Giờ anh chỉ muốn sống thoải mái thôi. Anh biết tụi em vô dụng, mình đừng sống bám anh nữa. Thử lo thân mình đi. Anh nói ai sống bám đó? Nói gì vừa vừa thôi nha. Anh chỉ nói sự thật thôi. Mình ơi, Bảo muốn đi kiếm quân bị đánh cho đến chết. Đi đi, thằng Nga nữa. Giết hay dịch xong ở tù mọt gông. Thích thì làm thoải mái đi. Công nhận anh hai thương mấy đứa em này ghê ha. Vậy mà còn tính lấy gan của người ta hả? Anh không cần tụi em cho gan. Có cho anh cũng không nhận nữa. Mình, anh tự lo thân anh được. Mấy đứa đi đi. Bảo ơi, đừng em ơi. Nga, Bảo. Châu ơi. Châu, em cũng về đi. Châu ơi, chị yên tâm, em sẽ kiếm cách. Về. Châu ơi, tại sao vậy hả? Anh buồn ngủ rồi, em về đi. Anh làm cái gì vậy? Lúc nào có chuyện thì cũng gào lên khóc lóc. Anh hai ơi, cứu em. Vậy mà bây giờ anh bệnh, không có đứa nào đến cứu anh nữa. Tại sao anh cứ chịu đựng như vậy hoài vậy anh Ngọc? Hả? Em đi về đi anh. Anh muốn được yên tĩnh. Thank you.